Hello các bạn nha. Thể theo yêu cầu các bạn trong video này mình sẽ làm về cái cách biên tập video bằng phần mềm Adobe Premiere Pro cái phiên bản CC 2021. Bởi vì có nhiều bạn nói mình là mình đã làm rất là nhiều cái video này nhưng mà ở trên những cái phiên bản trước còn phiên bản mới 2021 thì mình chưa có làm. Nên trong video này mình sẽ làm cho các bạn về cái phiên bản 2021. Thì về cách sử dụng thì mình thấy là nó cũng na ná, ná giống như những cái bản trước thôi Nhưng mà nếu các bạn yêu cầu thì mình vẫn cứ làm Để bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể tham khảo ha Ok, ta bắt đầu thôi Đây chính là cái giao diện của phần mềm Adobe Premiere Pro Cái phiên bản 2021 ha Đây mình sẽ new cái project nha Rồi mình sẽ đặt cái project này ví ngoài desktop chẳng hạn đi Tạo thư mục này Ví dụ như là test chẳng hạn đi. Rồi, select folder. Các em đặt tên cho nó ha. Ví dụ như là test a à, premier pro 2021. Rồi, cái này mình sẽ chọn là cạc màn hình này. Nhấn ok. Đó, đây chính là cái giao diện của Premiere Pro 2021 Thì mình thấy là cái giao diện của nó cũng không khác thì những cái phiên bản trước đâu các bạn Ná ná như nhau thôi Đây mình sẽ chọn là Editing này Đấy, đưa về cái giao diện kè Để chúng ta edit video nha Mình sẽ sắp xếp lại một số cái ở đây để mình làm việc cho nó dễ Thì cái này nó tùy theo mỗi người thôi Nhưng mà mình thấy cái cách sắp xếp này thì nó khá là đơn giản và nó dễ nhìn ví dụ như đầu tiên đấy là ở đây mình sẽ có là cái phần à, à, mình sẽ kéo phần này lên đây kéo phần này lên đây đi. như thế này cái phần Media Browser này mình bỏ Library này mình bỏ Info này mình bỏ luôn Effect này mình cho lên đây đi Maker bỏ History bỏ à, thuộc clip này mình bỏ luôn à, Audio clip này mình bỏ Metadata bỏ luôn rồi mình chỉ cần lấy ba phần này thôi các bạn Rồi Ở đây Mình cho cái này set vô đây đi Rồi Ok Như thế là xong Và mình sẽ lưu cái này lại Cái này gọi là cái workspace các bạn ha Lưu này lại để à, Sau này ví dụ như lỡ có làm cái gì mà bị thay đổi Thì mình chỉ cần lấy cái workspace này là xong Thì các bạn vào đây này Window à, Các bạn chọn workspace để... Window này Workspace Và chọn là Say at new workspace Ở đây mình sẽ đặt tên Ví dụ như đặt tên của mình chẳng hạn đi Rồi nhấn OK Đấy thì chẳng hạn ví dụ như có ai lỡ vô đây mà người ta tắt bỏ những cái này của mình đi hoặc là người ta kéo những cái này đi lung tung thế này thì mình chỉ cần vào là window workspace đây các bạn mình có thể chọn là reset to say layout này đó bấm vào đây đó là nó về như cũ của mình hoặc là ví dụ có ai mà lỡ vào cái workspace này, người ta uh, chọn một cái nào đó, chẳng hạn người ta chọn cái uh, caption này đi hoặc là cái effect này chẳng hạn. Thì mình chỉ cần vào window và workspace và mình chọn lại cái tên của mình này, chủ động phú này, bấm vào đây. Đó là nó sẽ đưa về cái mà như lúc ban đầu mình đã cài đặt ha. Rồi để tiến hành là edit được một cái video thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có một cái sequence à, cái sequence là cái nơi mà để chúng ta thiết định là cái video chúng ta sẽ biên tập như thế nào chẳng hạn ví dụ như là HD hay Full HD gì đó rồi thì để tạo được cái sequence ta sẽ vào file và mình chọn là new chọn là sequence hoặc là control n ở đây thì à, ở đây ấy, mình sẽ chọn vào là à, AV CHD ở đây và mình sẽ biên tập video theo cái dạng là Full HD 1080p mình chọn ở đây thì ở đây mình sẽ cho là phim 1080 60 fps mình chọn này Thì các bạn coi lại cái thông số bên này xem nó đúng chưa này Ví dụ như là frame size của nó là 1920 x 1080 à, uh, 60 fps vậy là đúng ha Mình có thể đặt tên nó chẳng hạn ví dụ mình đặt là uh, Phim uh, Full HD chẳng hạn Rồi mình nhấn OK đó, thì sau khi mà các bạn tạo ra một cái sequence xong á thì bạn thấy là ở cái phần tham timeline này, này cái phần này nó gọi là tham timeline ha timeline là cái nơi để chúng ta đưa phim hình ảnh và nhạc không đây để chúng ta biên tập thì cái phần này sẽ sáng lên còn lúc ban đầu khi mà bạn chưa tạo ra cái sequence á, thì cái, cái phần này nó chưa sáng lên bây giờ bạn vào cái phần mà project này của các bạn này các bạn sẽ có một cái này sequence ha thì trong quá trình mà chúng ta làm việc á các bạn liên tục nhấn cho mình phím ctrl và chữ s hoặc là vào file chọn Save, ha, Ctrl S này để nó lưu cái project của chúng ta lại. Để khi mà chúng ta làm việc lỡ, ví dụ như có bị treo máy, phần mềm bị thoát ra hoặc là bị cúp điện thì chúng ta vẫn lưu lại được tất cả những gì chúng ta đã làm từ trước giờ nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là đưa cái phim của mình vào để mình tiến hành là biên tập video nha. Thì uh, cái cách mà để đưa phim vào á, các bạn sẽ làm như sau này. Cái cách mà dễ nhất là như thế này. À, cái phim mà các bạn quay từ ở máy quay hoặc là các bạn quay màn hình ấy, thì các bạn sẽ cho nó vào chung một cái thư mục. À, ví dụ ở đây mình có một cái thư mục phim như thế này. Đây là những cái đoạn video mình quay bằng Flycam thì mình đã chép nó chung vào một cái thư mục như thế này. Thì à, các bạn sẽ làm như sau này, các bạn mở cái thư mục này lên. Rồi, sau đó các bạn mở cái Premiere lên như thế này. Các bạn mở cái thư mục phim lên này, đúng chưa? Rồi. Đấy, các bạn chỉ việc là chọn tất cả những cái phim này, các bạn kéo thả vào bên cái phần project các bạn Nha. các bạn nhớ là phải để ở cái tab project này rồi kéo thả nó vào các bạn chờ một tí để nó đẩy cái phim vô nha đó, nó sẽ đẩy hết cái phim vô này cho các bạn này đó bây giờ cái việc còn lại là làm sao chúng ta chỉ việc là đưa phim xuống để chúng ta chỉnh sửa thôi rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa như sau này đầu tiên mình sẽ cầm một cái video này mình kéo xuống cái thanh timeline tham các bạn cứ cầm kéo thả xuống thanh timeline nha thả vào đây rồi nó báo cái này thì chúng ta cứ chọn là keep exiting đi chọn đây rồi bạn thấy này Do là cái phim này ấy, mình quay là độ phân giải 4K Mà cái project của mình thì nó chỉ có 1080 thôi Cho nên bạn thấy là cái phim nó sẽ bị bự như thế này Bạn muốn đưa nó về cái thức chuẩn Thì bạn chọn cái file này Bạn chuột phải Và bạn chọn là Scale to Frame Size Đó Nó đưa về đúng cái độ phân giải thật Là 1080 như thế này Cho nó fit vô nó bằng cái uh, sequence của chúng ta Còn cái phim của mình là phim 4K Cho nên là nó sẽ bị zoom to ra ha. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là lọc nội dung ví dụ như lọc nội dung chẳng hạn ví dụ như cái đoạn này đi mình bắt đầu mình bay ra này ở à, cái chỗ này mình chưa có bay thì đang đứng vậy nó rất là xấu thì mình sẽ chọn đúng cái đoạn mà nó bay ra mình sẽ cắt đi thì ở đây bạn thấy này chúng ta sẽ có cái thanh này để kéo ra kéo vô này đó để cho nó phóng to thu nhỏ cái khung cái không gian làm việc của chúng ta ví dụ nó nhỏ như này ấy, thì bạn thấy nó rất là khó làm đúng không? Bạn cầm đây này bạn kéo đây nó phóng to ra kéo đây thu nhỏ lại này để ta kéo to ra để chúng ta dễ làm việc thì bạn thấy này nha bạn muốn cho nó chạy cái đoạn phim thì bạn sẽ bấm vào nút play đây cho nó chạy bấm vào đây để dừng lại hoặc là bạn bấm cái phím khoảng trắng cái phím base spa, space bar ở trên bàn phím đây cái khoảng trắng đó để cho nó chạy rồi bấm khoảng trắng nữa cho nó dừng lại đó để chúng ta lọc nội dung chẳng hạn ví dụ như đoạn này, này bạn nhìn này nhá cái đoạn này mình chưa có bay nó rất là xấu đúng không mình cắt đến đoạn bay này dừng lại chúng ta sẽ cắt cái đoạn này đi thì để cắt video á chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta cắt một là bạn để con trỏ chuột ngay đầu này này thấy không nó ra cái con trỏ màu đỏ này Bạn cầm mình lôi nó vô này là nó cũng cắt Cách thứ hai là bạn sẽ dùng cái công cụ con dao lam đây này, này bạn chọn đây là bạn để ngay cái chỗ cái cái kim thời gian là cái kim màu xanh này này bạn để cái đây bạn ấm, bụp và phát là nó cũng cắt sau đó các bạn chọn cái công cụ uh, chọn đây này selection tool này chọn đây ta chọn cái này và chúng ta nhấn cái phím delete trên bàn phím để xóa đi đó và làm ta cắt rồi bấm cho nó play đó thấy không đó thì trong quá trình này các bạn có thể cầm cái kim thời gian này này để bạn kéo tới kéo lui bạn tới một cái đoạn nào đó bạn muốn chẳng hạn như tới đoạn này đi mình cắt thì đối với cắt phim ở hai đầu á thì các bạn cứ cầm cái con trỏ chuột bạn kéo vô vào này nó nhanh hơn là dùng cái công cụ con dao làm nha đó, rồi xong thì bây giờ mình sẽ À, đưa cái phim này cho nó sát lên đây. Các bạn nhớ là khi mà biên tập ấy, các bạn nhớ là bấm cái phím home như mình phím nhé, để cho cái kim thời gian này này nó nhảy lên đầu sát trên đây. đó. thì khi mà các bạn à, biên tập video á, nếu mà các bạn không để cho sát lên đây, thì à, ví dụ như chẳng hạn các bạn phóng to này đi, phóng to như này, phóng to như này nha. đây mình để đây đi, Chẳng để đây. như này, rồi mình phóng to ra thì bạn cứ nghĩ á, là cái phim này của bạn nó nằm ngay đây rồi nhưng mà thực ra cái phim của bạn á, nó đang nằm ở ngay chỗ này ngay giữa này thì cái đoạn này á, khi bạn xuất ra thì cái đoạn này sẽ bị đen ha nó mất nguyên một đoạn là cả hơn một phút này cái phim đen thui à không có gì hết cho nên bạn phải bấm phím home như phím cho cái kim thời gian màu xanh này này nó nhảy ra ngoài đầu đó rồi bạn lôi cái này ra ngoài đầu đó như vậy mới được nha rồi bây giờ play thử nè đó ok chưa rồi tiếp tục ta sẽ ghép cái đoạn thứ hai vào Cầm tay lôi xuống Rồi chúng ta cũng lọc nội dung luôn Thì bạn thấy này Phim 4K này nó zoom to lắm Cho nó fit lại này chuột phải Scale to frame size này à, Cho fit lại bằng cái cái sequence của mình Rồi cái này mình cũng lọc nội dung nha Mình cầm này mình kéo à, Nó quay này Như thế này Đó ví dụ cái này cái chỗ này nó đứng im này kéo ra rồi mình cắt này đi cầm này lôi vô cái này cũng vậy tới đây thôi cầm này lôi vô rồi kéo cái này cho nó sát vô như thế này thì khi bạn kéo này vô á tự động là nó bắt dính hai cái vô với nhau cái này, đó như vậy ha rồi tiếp tục cái tiếp theo mình cũng lọc nội dung đây bắt đầu đi này rồi lôi vô đó, đi đến đầu đi đến đây rồi mình sẽ lôi này vô Như này rồi mình lôi này vô đây Ok Đó là cái phần mà chúng ta sẽ lọc nội dung ha Đấy chúng ta lọc cái phần nào chúng ta lấy và chúng ta bỏ Đó là gọi là cắt và ghép video là như vậy Rồi sau khi mà chúng ta cắt ghép video xong á Thì chúng ta sẽ tiến hành là Chỉnh sửa cho nó màu sắc nó đẹp lên Hoặc là thêm vào một vài cái chữ hoặc là hiệu ứng nha đối với những cái phim mà quay ở bên ngoài thế này thì bạn thấy là khi mà quay xong á, cái phim gốc á, màu sắc nó xấu lắm nó không được đẹp đâu chúng ta phải cho nó một tí màu lên nhìn nó mới đẹp thì ví dụ như cái này màu á mình sẽ tạo ra cho nó một cái lớp màu bạn sẽ tạo lớp màu bằng cách là chuột phải đây ở trên cái project của bạn này chuột phải và bạn chọn cho mình là new item và chọn ở adjustment layer nhé bấm vào đây nhấn ok rồi bạn lôi cái lớp này vào đây như thế này ngay đây kéo hết xuống đây luôn để chúng ta sẽ tạo cho nó cái lớp màu giống nhau hết sau đó bạn sẽ gõ cho mình chọn mình phần effect này chọn ở đây là Lumetri Lumetri Color như thế này Đấy Lumetri Color Bạn cầm lô vào đây Sau khi lô đây xong Bạn chọn qua cái tab Effect Control Nó sẽ có cái phần là Lumetri Color Từ cái Lumetri Color này Chúng ta sẽ chọn kéo cái thanh thời gian này ở một cái đoạn nào đó để chúng ta chọn cái chỗ nào chúng ta dễ chỉnh màu chúng ta chỉnh thì cái video này mình sẽ chỉnh đơn giản thôi nha còn cái về cái phần mà chỉnh màu thì các bạn sẽ nghiên cứu sau trong những video khác ở đây mình sẽ chọn là basic correction này rồi đầu tiên thì mình sẽ chọn là white balance để mình cân chỉnh uh, cân bằng trắng trước bấm vào đây thì mình sẽ ví dụ như là mình cân ở đây đi như thế này rồi mình sẽ chỉnh một chút xíu cái contrast lên rồi mình sẽ giảm à, dạ một tí cái highlight lại cho nó khỏi cháy sáng rồi mình à, màu đen mình tăng màu đen để cho nó sâu hình này rồi shadow mình chỉnh lên một tí white mình sẽ chỉnh lên một tí nữa đây chỉnh lên một tí y Cuối cùng là cái exposure này Mình cho nó sáng lên một tí toàn cảnh Vừa thôi Rồi Mình cho nó một tí màu Saturation một tí màu Đấy mình chỉnh sơ sơ như vậy thôi nha Thì bạn thấy này Ví dụ bạn tắt cái lớp này đi nè Không có màu bật lên có màu ha rồi mình play thử nè đó thấy không đó chúng ta sẽ có cái phim như vậy thì cái lớp này mình gọi là cái lớp màu chỉnh màu ha đây ví dụ như mình để đây mình cho bạn coi này tắt đi này để mù mờ lắm có này vô là màu sắc nó lên ngon liền hả mặc dù là cái này màu mình chỉnh cũng chưa đẹp lắm đâu mình chỉnh đại khái thôi để các bạn lấy cái ví dụ vậy thôi còn cái phần màu này thì mình sẽ làm trong video khác nha rồi sau khi mà chỉnh này xong thì bạn thấy này từ ở cái phần này á, từ ở cái phần này qua đây play này Đó, thì nó qua bụp này từ cái cảnh này qua cảnh này ấy, nó qua bụp một cái này thì nó khá là khó chịu đúng không? Chúng ta sẽ cho nó cái hiệu ứng chuyển cảnh qua thì hiệu ứng chuyển cảnh đấy ở trong này nó cũng có rất là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh bạn sẽ vào phần effect này bạn xóa này đi nha bạn vào trong phần là video transition rồi ở đây nó sẽ có rất là nhiều hiệu ứng ở đây chẳng hạn ví dụ như mình chọn là À, zoom này chẳng hạn đi cross zoom mình cầm đây mình lôi nó vào bạn ở ngay giữa này ha. đây bấm play thử này đó nó zoom ra như vậy đấy còn bạn không thích hiệu ứng này thì bạn có thể là chọn nó xóa đi rồi tìm hiệu ứng khác chẳng hạn ví dụ như slide à, ví dụ bend slide này chẳng hạn đi cầm lôi vào đây play đó nó sẽ đổi hiệu ứng như vậy cái hiệu ứng này tùy bạn thôi nha cái nào cũng được Split thì chẳng hạn đi Đây Đó Tùy bạn thôi Như nào cũng được Thì mình sẽ chọn đại khái Hai cái đi Rồi cái phần này Thì mình sẽ nói trong cái video khác nha Đây Chọn đây Rồi Đấy Thì đây là những cái hiệu ứng mà có sẵn Ở trong cái Premiere các bạn nha Đấy Chúng ta không cần phải làm gì cả Cứ lấy và xài thôi Đây Cũng rất là hay rồi vậy là chúng ta đã có được à uh, chuyển màu sắc này chuyển cảnh này đó rồi rồi ví dụ như bây giờ mình sẽ cho nó cái chữ đi chẳng hạn ví dụ như mình cho nó chữ ở ngay chỗ này thì mình kéo cái kim thời gian này ở ngay vị trí mình muốn gõ chữ mình chọn công cụ là chữ tờ rồi mình bấm lên màn hình bất cứ chỗ nào mà mình muốn thêm chữ vào chẳng hạn như mình bấm cái đây đi rồi mình đánh chữ vào chẳng hạn dụ như là đường phố chẳng hạn đường phố như này rồi sau khi gõ xong mình bấm công cụ chọn này rồi mình qua bên phần effect control bạn thấy cái phần là text này đường phố bấm đai sổ xuống bạn có thể thay đổi phông chữ ha rồi chữ đậm chữ nghiêng tùy bạn đó rồi chữ to chữ nhỏ đó tùy bạn thôi rồi ở đây căn lề này rồi chỉnh màu này ví dụ mình để màu đỏ chẳng hạn đi đấy rồi thêm cái viền cho nó này Chẳng hạn như viền màu trắng Mình cho này khoảng cỡ 10 đi Đó Rồi đổ bóng này Shadow đổ bóng Đấy vậy thôi Là chúng ta có cái chữ này Bạn có thể là di chuyển cái chữ này Đến bất cứ chỗ nào bạn muốn Chẳng hạn ví dụ như mình để ở Ngay đây đi Rồi ok Vậy là xong nhá Bấm play thử này Đấy đó thì ví dụ như bạn muốn cái chữ đường phố này nó hết cái phim luôn thì bạn cầm này bạn kéo ra thôi đấy kéo hết phim luôn đấy thì cái chữ này nó sẽ đi theo hết cái phim của bạn luôn ha rồi mình để một đoạn ngắn này thôi được rồi không có để hết phim nha vậy thôi được rồi đấy vậy là xong vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc coi như là cắt ghép video cũng như là à, hiệu ứng chuyển cảnh thêm chữ rồi thêm màu sắc vào cho cái phim như thế này thì sau khi mà xong á thì bạn sẽ cần chôn s hoặc là file xây lại để lưu rồi chắc lại nhá đó sau khi mà bạn biên tập video xong á bạn sẽ làm cái thao tác là bấm phím home để cho nó cái kim lên đầu này xem là cái phim đã xét đây chưa tránh tình trạng là khi xuất ra nó bị đen cái đầu rồi phím n trên bàn phím xem nó ra cuối chưa chúng thôi nhiều khi bạn bấm phím n nó nhảy tít ra đây này nhưng cái phim thì lại ngay đây có nghĩa là chúng ta đang có một cái gì đây thì chúng ta phải kiểm tra lại nha bấm N mà nó ra cuối cái phim chúng ta như thế này là được rồi sau khi xong chúng ta sẽ xuất phim này ra bằng cách là vào file chọn export chọn media các bạn nhé thì ở đây phim á mình sẽ xuất theo cái chuẩn là full hd 1080 để mình đăng lên youtube thì mình sẽ chọn đây này format mình chọn là h264 và chỗ này mình bấm xuống này à, mình sẽ để ở đây là high quality 1080 như thế này. Rồi các bạn coi ở đây kích thước nó đúng chưa này một chiếc 1080 60fps ha. Rồi sau khi xong thì chúng ta nhấn nút export đây các bạn nhé cho nó xuất phim ra. Rồi sau khi mà nó xuất ra xong chúng ta sẽ kiểm tra lại thì cái phim mà nó xuất ra nó sẽ nằm ở ngay cái nơi mà chúng ta tạo project luôn. Thì cái project của mình tạo ở trong thư mục test này, mở ra. Thì bạn thấy này, phim full HD này ha. Nó cùng với lại cái tên của sequence luôn. Nếu mà bạn không thay đổi thì nó sẽ cùng với tên của sequence. Các bạn sẽ mở lên kiểm tra phim. đã thấy không? Đó, đường phố này. Chúng ta coi đến cái đoạn chuyển cảnh nha. Đó, rất là ok các bạn ha. Đấy, phim rất là mượt mà luôn Đó Đây, mình sẽ kiểm tra lại cái phần này nhá Dung lượng này, property Thì bạn thấy này, detail này Đúng là Full HD ha, 1980 này 60 FPS Và cái video này có dung lượng là 236 m Cho cái độ dài là 1 phút 33 giây Khá là ổn ha Rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn nhé Hello các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong cái cách để các bạn có thể sử dụng phần mềm Adobe Premiere Pro phiên bản CC 2021 để các bạn có thể là biên tập được một cái video hành trình và xuất ra thành một sản phẩm để các bạn có thể là chia sẻ lên mạng xã hội hoặc là chia sẻ cho những người thân bạn bè các bạn xem. Thì uh, mình hy vọng rằng cái video này sẽ ước các bạn nhé. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.